Trước hết thì anh xin chào ban chương trình. Dạ. Dạ chào cô Cát Tường. Dạ. Dạ chào bạn gái bên kia. Mình tên là Trần Minh Trung. Sinh năm 1970. Trong giấy thì năm 1972. Dạ. Nghề nghiệp thì làm đầu bếp. Sinh sống ở tại Thủ Đức, Bình Dương. Quê anh ở đâu? Ở quê thì ở Vĩnh Long. Quê Vĩnh Long hả? Vậy là cùng với Cát Tường luôn đó. Nhưng mà anh đầu bếp là anh chuyên về... Nói chung về các món hết. Hồi trước thì mới vào nghề thì làm ở nhà hàng Alacà. Rồi sau thì lớn tuổi rồi xin về làm thức ăn công nghiệp. Rồi nấu cho, hiện giờ thì nấu cho bên trại mồ côi. À, giờ nấu cho trại mồ côi là mình chỉ chuyên nấu cho ở đó thôi. Chuyên nấu ở đó, nhưng mà tới thứ bảy chủ nhật nếu rảnh thì đi nấu tiệc đám cưới rồi. Dạ. Tại mình theo một tuần thì mình nghỉ được ngày. Mình theo nghề bếp này bao nhiêu năm rồi anh? Dạ 25 năm rồi. 25 năm? Wow, vậy thì còn món gì nữa mà không biết đúng không? Quá trời luôn. Rồi, được rồi, dạ. Bây giờ tới phiên mình giới thiệu thông tin chị. Em chào ban chương trình, chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Thị Kim Thùy. Em quê em ở Đồng Tháp. Em là nhân viên kế toán. Rồi, miền Tây hết trơn ha. Rồi, Thùy năm nay là sinh năm bao nhiêu? Dạ, em sinh năm 1982. 1982. Dạ. Nghe ảnh nói ảnh là đầu bếp 25 năm thì em cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy bởi vì em nấu ăn rất là chưa có được ngon. Dạ. Nên ảnh 25 năm ảnh có thể nấu em ăn. Sướng nè, tự nhiên mình thấy mình sướng ngang không vậy đó ha. Mà nhưng mà đầu bếp nhưng mà có chịu về mới mốt có chịu nấu phục vụ vợ con hay không? Thấy nhiều khi là ra ngoài nấu thôi, về nhà không chịu nấu. Cái đó mình đi phục vụ ở ngoài được thì về nhà phải làm được chứ. Rồi vậy nha. Bây giờ điểm mạnh điểm yếu của anh là gì nè? Điểm mạnh thì mình thích hòa đồng với mọi người và học hỏi và biết lắng nghe, đam mê với công việc. Còn điểm yếu thì cũng có hơi chút nóng tính. Tại cái tính mình kỹ quá, làm thì như trong đồng nghiệp với nhau mà làm mà thấy không có, nó hơi bừa bộn, nó không được sạch sẽ thì mình cũng hay nói. Đó là cái nóng tính của mình như vậy. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh em là vui vẻ, hòa đồng. Nói chung là em có nghị lực, làm việc rất là tập trung. Đó cũng là điểm yếu của em. Nhiều khi tập trung quá em cứ bỏ quên đi mọi những cái công việc xung quanh mình, mình dễ quên lắm. Ví dụ như những cuộc hẹn hò hoặc là đi chơi hay gì đó em có thể là em quên đi. Chứ hẹn người yêu đừng quên nha. Không sao em ơi, sau này có anh rồi anh nhắc chừng cho không quên nữa. Hay quá. Em gái tình trường mình sao, mình trải qua mấy mối tình rồi? Em thì thường cái mối tình mà trải qua mà chia tay thì đau khổ này kia, nhưng mà em thì chưa bao giờ đau khổ gì tình yêu nên em chưa mối tình nào. Trời ơi, em chưa mối tình nào. Trời ơi, lý do tại sao? Công việc ổn định, mặt xinh gái, có vấn đề gì mà tại sao mà không có một người nào, không có mối tình nào? Ai cũng hỏi em câu này đó chị. Bây giờ chị hỏi mới quan trọng, là chị mai mối mà. Làm sao? Thì trước kia thì thí dụ như em có nhiều người thích em, hẹn đi ăn, đi uống cà phê đồ này kia. Và ví dụ như em đạt mục tiêu trong công việc của em cao lắm. Ví dụ như vậy thì em có thể là lãng quên. Ví dụ như em cứ khước từ xong rồi. Mặc dù là mình cũng thích người đó đó, nhưng mà mình cứ tập trung vào công việc. Trời ơi, và sau đó phụ nữ mày chi quan trọng sự nghiệp chi dữ vậy. Đàn ông người ta mới cần sự nghiệp, phụ nữ là ta cần mấy ấm gia đình. Đó có một người bạn đó lần đó đến mời thiệp cưới em. Tôi nói em sao bà cứ để đèn đỏ hoài. Tôi thấy bà đèn đỏ hoài, tôi bật đèn xanh và đèn đỏ hoài mà thôi tôi đi lấy vợ luôn. Rồi có bao giờ mình suy nghĩ về cái điều đó không? Mình nghĩ là mình đã bỏ mất bao nhiêu cơ hội rồi. Trước giờ cũng nhiều mà chị. Cơ hội sẽ không đến nhiều lần. Thế rồi tình trường của anh sao? Tình trường người nói chung ra thì mình cũng có dang dở hơn một lần. Chứ cái tuổi này Tường cũng nghi rồi, sao mà không có được. Mà nói chung ra thì cũng trục trặc giữa hai bên thôi. Là do gia đình đó hả? Do gia đình, nhưng mà cái duyên mình nghĩ là chắc cái duyên đến đó rồi thì nó không còn duyên nữa. Thì thôi đường ai nấy đi. Hiện nay là cũng được 13 năm. Chia tay 13 năm rồi? 13 năm. Rồi vậy mình có cháu nào không? Dạ không. Không có cháu nào hết? Cưới nhau mới chưa được năm. Cưới nhau chưa được một năm mà đã ly dị rồi, rồi 13 năm nay luôn. Bây giờ cái cô kia có gia đình mới chưa? Chắc rồi chứ ha. Mới có được hơn năm nay. Thế rồi anh sao mười mấy năm mà không có mối tình nào? Chung ra thì mười mấy năm qua thì mình cũng có mai mối. Người này kia chỉ chọc với tìm hiểu rồi mà nói chung cũng không có đi đến được với nhau. Cũng không có hợp, rồi thành ra lo công việc rồi ở vậy tới giờ luôn. Rồi bây giờ cái người mẫu lý tưởng của anh á, cái hình ảnh người mẫu lý tưởng của anh là người anh muốn tìm người như thế nào? Thì người mẫu thì cũng không có đòi hỏi gì quá, nhưng dốc dáng thì như em Cát Tường thì ok. Trời ơi, như em Cát Tường là ok rồi. Tóc thì dài. Tóc dài có luôn, có tóc dài. Thì yêu cầu như vậy, nhưng mà giả sử như có tóc ngắn thì nửa sau này thì mình về mình nuôi lại cũng được, đúng không? Cũng không sao. Rồi. Tính tình nữa thì hiền, biết lễ phép với gia đình hai bên hay là với xung quanh mọi người đồ gì đó thì được rồi, chứ cũng không đòi hỏi gì mấy. Rồi, thích phụ nữ truyền thống hay hiện đại, quần áo trang phục thích như thế nào? Phụ nữ thì chắc cũng hơi còn chút hiện đại thì hay hơn. Ừ. Anh thích trang phục gì của phụ nữ? Trang phục thì là bận áo dài là thích nhất. Bận áo dài là thích nhất. Bận áo dài là thích nhất. Bận quái thì cũng vẫn được, nhưng mình tùy theo cái trường hợp để mình đi. Theo anh là đi đâu thì mình sẽ bận áo dài? Giả sử như đi đám tiệc hay hội nghị đồ gì đó. À, chứ còn đi chơi bình thường thì cũng đâu có cần, đúng không? Đúng rồi. Rồi. Rồi còn mình thì sao nè, mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Chúng em mong muốn là có một người bạn là sống có trách nhiệm, công việc ổn định, vui vẻ qua đồng. Rồi có về ngoại hình thì mong muốn người như thế nào? Chứ ngoại hình là ưa nhìn là được. Không có cái tiêu chí gì hết trơn hả? Dạ không. Cao thấp và tóc tai, quần áo hay là cái gì đó? Dạ không, mấy cái đó mình phải chỉnh sửa sao được. Chỉnh sửa sao được? Dạ. Rồi. Như anh lỡ có thấp quá có được không em? Dạ không, những sao? Cái đâu có chỉnh sửa được đâu em. Anh nói như anh thấp quá rồi sao? Có được đó chị, nói chân. Trời ơi, nói chân. Trời ơi, cô gan quá, nói chân rồi. Để coi coi cô chỉnh sửa như thế nào nha quý vị nha. Mình có đem hình theo không? Đây, để coi. Đây, em coi coi trong này có anh nào em có thể chỉnh sửa được không? Mình có hình gì không? Cho chị mượn tấm hình của dạ. Coi cho người ta chút gợi ý về mình đi anh, để người ta kiếm. Ở trong đó em nhìn cũng có mấy người lớn tuổi đó đâu em đón. Trời ơi, tấm hình này làm sao mà người ta kiếm được? Em cho người ta cái gợi ý đi, đông quá mà. Hình này lâu quá rồi. Em tóc dài. Trời ơi, ai cô nào cũng tóc dài, kiếm đi. Trong đây tóc dài hơi nhiều quá em. Sinh năm 82, mặt hiền. Nói chung mình chọn theo cái cảm xúc của mình đi. Cảm xúc. Dạ, cái linh tính của mình đi, mình thích cô nào mình chỉ đại đi. Không, chỉ đại đi. Cô nào? Cô đó phải không? Lý do sao chọn cô đó? Thì cái cảm giác thấy thì không phải là tóc dài, nhưng mà cái là cảm giác theo qua cái giọng nói. Trời ơi, qua giọng nói mà đoán được cho 10 cô, lựa ra được 1 cô. Bên này, anh nào? Sao chọn anh đó? Em nghĩ vậy. Lý do có cái cơ sở gì? Em có cái giác quan thứ 6 sao cách đó. Chương trình gọi cho em là em cũng nằm mơ, em thấy em đi phỏng vấn. Nhưng mà cứ nghĩ là ủa mình đâu có gì tính đổi việc đâu, mình đi phỏng vấn mà người ship lại là nam. Trong nằm mơ vậy đó. Mà giờ bộ trong giấc mơ thấy đi gặp anh đó hả? Dạ không phải, coi như là dốc dáng cũng tự tự vậy. Dạ. Trong giấc mơ là có cái người đàn ông luôn. Dạ. Trời ơi hay quá, quá xuất sắc. Chắc đó là cái duyên rồi đó em ơi. Trời ơi, bây giờ Tường sẽ mở cửa trái tim ra để cho hai anh chị test thử xem là cái cảm giác của mình hôm nay như thế nào nha. Trời ơi, cái này ghê à. Mở cửa trái tim. Trời. Chào anh. Trời ơi, chị đoán đúng anh luôn nha. Đúng luôn hả? Đoán đúng anh luôn đó nha. Đoán sai hả? Anh là sai chắc rồi. Nhìn kỹ đi, bó hoa rất đặc biệt. Cái đó là tự tay anh làm hả? Cái này như là gì bằng cà rốt đúng không chị? Đúng rồi, bằng cà rốt. Em tặng anh. Anh cảm ơn. Cái này là sô-cô-la thể hiện sự ngọt ngào. Anh cảm ơn em. Cảm ơn. Mày đặt hỏi người ta rồi, anh thấp thì sao nữa, cao vút vậy mà họ thách đố người ta nữa ha. Còn cái này sao anh, vụ gì đây? Cái này thì anh muốn chứng minh cái tay nghề và cái món ăn của anh. Tuy rằng là cái món bánh cuốn á thì nó rất là dễ làm, nhưng mà thường khi thì theo phong tục mọi người làm á, thì từ miền Tây và miền Trung, miền Bắc rồi họ làm theo bằng cái khuôn để tráng thôi. Còn riêng anh làm ở đây thì anh làm theo cái phong cách của nhà hàng, anh làm bằng cái chảo chống dính. Đó. Tuy rằng nó không biết là nó có được theo như ý muốn của em không, nhưng mà cái khẩu vị thì anh làm, thì anh mong rằng em sẽ hưởng thức rồi em sẽ cảm nhận vậy. Được gì mà mỗi ngày có người làm món cho ăn là thấy vui rồi đúng không em? Dạ. Rồi. Em gì? Nhìn em gì rồi, em dễ ăn lắm. Dễ ăn lắm. Hay là nước mắm của anh làm luôn hay sao? Dạ đúng rồi. Rồi, thử đi, em thử một miếng coi như thế nào. Mình làm bánh cuốn thì phải làm luôn cả nước mắm. Tại vì ba quan trọng ngon hay không là ở cái nước mắm á. Mà làm cầm nước mắm vô mà đốn quá tới giờ rồi nữa. Bánh cuốn mà làm bằng chảo chống dính hả? Sao? Dạ em thấy ngon chị. Trời mà ăn có chút xíu vậy, tao ăn hết nguyên miếng luôn đi cho nó đã. Rồi em phải ăn kèm với miếng chả và miếng rau sống. Tại em không thích ăn chả. Giống tôi vậy trời, tôi cũng ăn bánh cuốn nước mắm không thích ăn chả. Mà ngon phải không? Dạ. Vừa khẩu vị không? Em thì ăn chắc ngọt hơn, nước mắm ngọt hơn chứ. Nước mắm ngọt hơn. Miền Tây thì cái khẩu vị hơi ngọt. Mùi nước mắm nó thơm quá, thôi tôi đói bụng quá rồi. Bây giờ tôi cũng đi kiếm đồ ăn đây. Bây giờ Cát Tường sẽ mời hai anh chị thưởng thức một món ăn gọi là chả giò hải sản của nhà hàng Maria Sài Gòn ha. Đây là món ăn rất ấn tượng tại nhà hàng. Món ăn có một cái vị béo đặc trưng hòa quyện với các loại hải sản ở bên trong. Anh chị vừa ăn uống nhưng mà nhớ là vừa trò chuyện với nhau nha. Ít phút nữa Tường sẽ quay trở lại. Rồi mời anh chị ngon miệng. Cảm ơn chị. Lần đầu tiên em gặp anh, em thấy như thế nào? Thì trong em thấy anh cũng được. Anh thì lần đầu tiên gặp em thì anh thấy như ngoài cái sự tưởng tượng của anh. Dạ, vậy anh tưởng tượng em sao? Em rất là xinh. Vậy là anh tưởng tượng xấu lắm hả? Không phải là tưởng tượng xấu mà cũng như là mình cái cảm nhận của mình á. Em ở gia đình được mấy người anh em? Em có mình em với lại bé gái, em gái, mà em gái em có gia đình anh. Vì hai bác cũng vẫn khỏe. Dạ. Anh thì có 6 chị em nhưng mà có gia đình hết rồi, có chị hai thì không chịu lập gia đình. Dạ. Thì chị hai vẫn còn ở vậy. Anh thì cha mất nay 40 mấy năm, còn chỉ có mẹ thôi. Dạ. Mẹ thì ở dưới quê. Ở quê anh ở huyện nào anh? Anh ở huyện Bình Tân. À, Bình Tân. Đó, về Đồng Tháp cũng gần. Dạ. Rồi theo như em thì nếu mà thời gian, nếu mà mình có duyên với nhau thì mình bao lâu mới tính tới chuyện hôn nhân được? Cái này thời gian em cũng không có định trước đâu anh. Thì tới lúc nào nó được là mình cứ tới thôi à. Rồi sao quan điểm anh cũng vậy, nếu mà tại trong cái tình yêu mà nó cảm thấy đủ lớn thì mình cứ tính tới hôn nhân. Em thấy anh tướng tốt lắm đó nha, cao ráo nha, lỗ tai rất là phúc hậu nha. Rồi giờ đi làm việc thiện nguyện nữa là em thấy trước tiên thấy là sơ bộ là thấy ok rồi đó. Còn đi sâu xa hơn nữa là phải tùy hai người tìm hiểu, chứ cái này mình cũng một lần gặp mặt thì mình cũng khó có thể nói hết được mọi thứ lắm. Theo như anh, cái quan điểm trong hôn nhân, tình yêu, gia đình thì cái quan điểm của anh cái gì là quan trọng nhất để mà giữ một cái, vì anh cũng đã từng gãy đổ một lần rồi đó, mình kinh nghiệm hơn bên đây. Thì theo như anh là cách nào để giữ cho cái tình yêu nó bền vững? Theo như anh thì cái tình yêu thì luôn luôn lúc nào là mình cũng phải tin tưởng với nhau và chung thủy. Đó là cái quan niệm của anh là như vậy. Nếu mà đã không chấp nhận đến với nhau thì tao còn chấp nhận đến với nhau thì phải chung thủy và thật lòng với nhau. Rồi theo như em cho anh hỏi, như công việc của anh như vậy, sau này giả sử như đi làm mà sớm về muộn thì em thấy như thế nào? Em thì em sốc độc lập lắm, thì đó là công việc của anh thôi. Thì anh cứ sắp xếp mình nhưng mà đi làm nha, chứ đừng đi việc. Đó, quan trọng thì anh mới vừa nói rồi mà, giả sử như cái gì thì mình phải nói rõ chứ không anh không chịu. Ví dụ anh đi sớm nhiêu mà về muộn là muộn nhiêu. Công việc của người đầu bếp á, thì nói chung ra anh làm bên đây á, thì công ty á, thì cho là 7h rưỡi làm, chiều 4h rưỡi về, đi theo giờ hành chánh. Nhưng mà tự nhiên mình vô mình nấu ở trong trung tâm á, rồi cảm nhận thấy các bé thấy thương lắm. Rồi các bé mà 6 giờ thì các bé đã ăn sáng rồi, mà bỏ cho mấy cô bảo mẫu nấu thì mình thấy cũng làm thì thấy cũng tội. Thành ra sáng sớm á, thì nói chung là hay đi sớm lắm. Sớm là mấy giờ đi? Có bữa đi 4h rưỡi, có bữa 5 giờ để mà nấu cái cử ăn sáng luôn. Mình làm cái bữa sáng đó. Bữa nào mà các bé ăn bánh mì sữa thì mình đi hơi trễ lại. Đó. Còn tối hôm chiều mấy giờ về? Chiều cũng... thì các bé ăn ở trong đó giờ muộn nhất thì 7 giờ mấy các bé mới ăn xong. Thì nói chung ra thì chiều thì ít khi nào nở tới 7 giờ mấy. Chiều đâu tưởng tượng gì đâu, 5 giờ mấy 6 giờ là mình đã về. Đúng rồi. Đó. Chia xúm nhau chia đồ ăn xong. Hồi nãy giờ mình nghe mình tưởng ông nấu ăn gì chứ khuya nha. Khuya. Không, cái khuya là tại chưa nói hết, là cũng như có tiệc á, đi tiệc thôi đúng không? Lâu lâu mới có chứ tiệc cưới là vô mùa thì đi nấu tiệc cưới đầu thêm á thì mới về. Có tiền là được hết, lấy nhau về thì cải thiện cuộc sống. Rồi bây giờ anh Tường có những cái lá thăm, hai anh chị hãy bóc những cái lá thăm trong này rồi mình đọc lớn lên, rồi mình thực hiện hay mình chia sẻ cho nó vui và mình có thể hiểu nhau được nhiều hơn nha. Dạ. Rồi bạn gái đọc trước đi. Rồi mời em đọc lớn lên giùm Tường. Yêu cầu bạn nam thể hiện sức khỏe bằng một hành động bất kỳ. Trời đất. Đúng rồi, đầu bếp cứ biết có khỏe không? Đầu bếp biết có khỏe không? Yeah. Đúng không? Yeah. Rồi đó, một hành động bất kỳ anh muốn làm gì để em thể hiện. Cao thấy có cao rồi đó, nấu ăn thấy có ngon rồi đó. Mà khỏe không? Khỏe thì có khỏe mà giờ đã. Sao em có gợi ý gì cho anh không? Vậy em muốn anh làm gì? Anh thử hít đất thử. Hít đất nói thôi đó thì cho anh bế em lên để chụp tấm hình. Trời ơi, ổng khôn thấy sợ luôn vậy đó. Ông em bự mà em nặng lắm thôi. Vậy bây giờ mới cho ông thử, ông nhắc lên cái coi nổi không? Thôi chị nặng lắm chị. Em té rồi. Sao té được? Anh thử hít đất trước đi, em mới tự tin em mới đó. Bây giờ phải hít nổi người ta mới cho ẩm chứ giờ không hít sao ta dám cho ẩm. Ông này dám nói giờ chưa bao giờ hít đất luôn lắm nè. Có thiệt gì luôn á. Thiệt luôn hả? Thiệt. Bây giờ hít thử 5 cái thôi, thử coi không lẽ nào không nổi. lỡ hết không không được thì mình đừng có cười thì người ta biết mình yếu có gì đâu. Không biết sao đây. Đó vậy đó, một cái. Đó đúng rồi, hai cái. Ba cái. Bốn cái, được chưa? Năm cái rồi. Được dư sức hả chị ha? Dư sức à. Trời ơi, mặt đỏ hết trơn hết trọi rồi nè. Bây giờ có còn muốn ẩm nữa không hay là hết sức rồi? Nếu cho phép thì có. Nếu cho phép thì có. Bây giờ nãy em hứa rồi, em nói là ảnh có sức rồi mới cho ảnh ẩm chứ. Bây giờ phải cho ảnh ẩm lên cái chụp hình chứ. Rồi anh bước qua bên đây. Đứng lên đi cưng để cho anh ẩm lên cái nè. Kỳ đi. Kỳ gì? Hay là lên phía trước đi đừng dướng ghế. Người ta đã hết, đỡ không sao. Người ta hít đất 5 cái được rồi mà. Rồi nhớ canh chụp cho ảnh tấm hình đẹp đẹp làm kỷ niệm nha. Trên. Rồi đúng rồi, ảnh vậy đó đúng rồi. Buông cái ghế ra đi đi cậu. Buông cái ghế ra chứ. Em cộng em nhìn cái ghế làm sao. Cười quá. Anh vế được. Sao mà té được? Cái tay này tròn qua đây nè. Đúng rồi em phải thả lỏng ra. Rồi. Vậy là nó mới lên được. Trời ơi quá xuất sắc luôn. Đẹp chưa? Rồi chưa? Ok, hợp lý. Rồi được rồi. Nãy giờ hơi hành hạ bạn trai tôi quá nha. Tới anh đọc lên lớn lên đi anh. Yêu cầu bạn nữ nắm tay và hát một ca khúc lãng mạn. Thở hết trời. Quá hợp lý, qua nắm tay hát tặng anh bài. Nói chung cái bài này là mỗi buổi chiều hát với mấy bé hát cũng được nữa. Nắm tay ảnh đi nè. Rồi. Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba, cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Trời hết rồi trời. Ủa câu cuối đi. Là la. Trời ơi xa là nhớ, gặp nhau là cười. Ủa, em quên thức cuối. Cười luôn đi. Xa là nhớ, gặp nhau là cười. Mặc dù cái này không phải hát, mà cũng phải đọc thơ. Cũng là một cái. Nhưng mà nó có ý nghĩa. À, đúng rồi. Biết đâu cậu gửi gắm với anh cái thông tin 21 chúng ta là cả một gia đình. À. Đúng không? Rồi mời anh chị về chỗ. Thật sự hôm nay Tường cũng rất là vui đó. Bản thân cá nhân Tường thì thấy là cũng tương đối là phù hợp. Còn được hay không là phải do hai người cùng phấn đấu và tìm hiểu và cho nhau cái cơ hội. Thì đến đây thời gian cũng ngắn ngủi nhưng mà mình cũng là một cái duyên gặp thôi. Bây giờ là cái phút quan trọng. Cái nút bấm này á là nút bấm để mà kết đôi. Nếu như anh chị thấy nãy giờ cái đối phương có thể là một nửa mà mình tìm kiếm thì mình phải dành cái cơ hội cho nhau. Rồi mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của Cát Tường á, nếu như anh chị đồng ý thì anh chị nhấn mạnh xuống cái nút đó. Còn nếu anh chị không đồng ý thì anh chị lấy tay ra nha. Rồi mời hai anh chị nhắm mắt lại. Chị bấm nút thì rồi, cho anh nói. Cho anh nói một câu là anh với em đến đây là cũng là một cái duyên. Dạ. Thì cái chương trình này thì anh đăng ký đã lâu rồi. Thì giờ anh mong muốn lần này thì đến đây thì anh đã gặp em được, vậy là cũng là cái duyên. Có thể là mình cho nhau cơ hội và để đi xa hơn. Dạ. Rồi, mời hai anh chị nhắm mắt lại. 1 2 3. Hết thời gian. Nhấn chưa? Nhấn rồi. Mạnh vô. Cây giấy. Trời ơi đó. Mạnh đó. Đó. Làm người ta hồi hộp quá à. Được rồi, mời hai anh chị về đứng một phía bên này ạ. Rồi, nắm tay nhau đây anh chị. Bây giờ là nắm tay thật sự nha. Và để kỷ niệm cho ngày đầu tiên hai anh chị gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa, mời hai anh chị dành cho nhau một nụ hôn để kỷ niệm ngày hôm nay. Anh xin phép được hôn em. Rồi, Tường xin gửi tặng cho hai anh chị. Đây là những chiếc vé xem phim của rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Cho anh hỏi luôn là cái vé xem phim này mình đi lúc nào cũng được? Đi lúc nào cũng được. Trời đó, ơi. Nha anh nha.